tôi thì tôi cũng chờ đợi cái ngày này cũng lâu rồi, nhưng mà tôi cũng được may mắn hơn là tất cả những người khác, tại vì chúng tôi được sống đây qua đây đã đúng là tháng năm này là 2 năm, mà qua 2 năm thì tôi rất là vất vả, chịu nhiều cái là cũng được là áp bức. Thứ nhất là về cái chỗ là sống về an ninh, thứ hai nữa là về cái cuộc sống thế này thiếu thốn nhiều lắm, nhưng mà đến hôm nay thì tôi cũng được may mắn là được chuẩn bị đi đến cơm một đất nước thứ ba. Thì trước tiên là tôi cảm ơn là cái nỗ lực của cộng đồng ở nước ngoài và cái chỗ tổ chức SOS là chỗ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã tìm mọi điều kiện mọi tốt nhất để giúp đỡ cho chúng tôi là đi đến cơm đất nước thứ ba. Tôi hy vọng chắc vài ngày đấy nữa thì tôi cũng có mặt tại đất nước Mỹ để tôi cộng tác cùng với đồng bào và cũng như SOS có những buổi trao đổi và kể những cái sự việc tại sao tôi phải rời khỏi quê hương Việt Nam của tôi để tôi đi định cư thứ ba, là đó cái lý do mà khi là cái đó thì tôi đến được bến bờ tự do tôi sẽ nói rõ hơn. Còn cái gia đình tôi thì cũng mấy ngày này thì cũng rất mừng vì chúng tôi là được may mắn hơn những người khác và được đi định cư. Tôi cũng cảm ơn tổ chức SOS cũng như cộng đồng người Việt đã 2 năm qua luôn sát cánh với đồng ruộng của cộng đồng nói chung và gia đình tôi nói riêng. Thì rất là khó nói, tại vì thật sự ra thì vui quá và cũng xen lẫn một vài nỗi buồn, là thì cũng là hoàn cảnh như nhau, cùng đò cùng dầu như nhau, nhưng gia đình tôi được may mắn là đi trước, còn những người ở lại thì cũng có niềm vui nhưng không được vui trọn vẹn.